nhớ rồng của giáp phong gì sơ tôi à để nói của là khi em call video chống zone nhở bên ít xe chỉ bao nó chạy nè mua nó sợ tông phình gì xưa nó chạy nè ô chỉ tao có giả lý dụ thay tao ra video này sao cho nhở để biết thay tao chỉ nè lại lại cho vậy thì biết chỉ mua tụ bà biết chỉ mua nhiều một chỗ tụ bà là tối thiếu và bé chỉ mua nhẹ vừa tàu cho sáu tông và đo li chi đi xa gì cho cầu triệu đó sau giờ nó chỉ bé thay tàu nó chỉ cho lại lại xuống sai nó là giờ chỉ để nó cứ giấc hiệp bé mù kho bé số số nó sáu tông bỏ lên kho tàu đấy nhở kho tàu y dạng cầu giờ cú là cú nhiên chỉ mua nhẹ vừa tàu sáu tông trong thế chỉ cú là sĩ cho sáu tông phải gì xứ giờ chỉ để nó cú giấc cho bé mù kho đấy giờ nên số tàu chỉ bao nó chỉ chở cụ thể khi nào sáu tông bé một cái một giờ để nó cụ cho ý ra và video cụ thể thay tàu và cụ chỉ tàu kho đấy nhở cho bé sai vấn đề là cụ mà cho bé một kho nhở thế này thầu à chỉ tàu kho thì một giờ nó sẽ nhở cái mục tiêu thì mình lại nhiều nhiều này mình cho thế mình lại lại thì nói chỉ đúng sai à và cái sai khó thì họ bỏ chỉ chân đấy à để cho cái mục khó chứ thảo tao đi nó lại nó chỉ cái mục khó tỏ nó nhập cái mục đợi cho chỉ năng lần đầu thì nó nhập vì cú lú chỉ nhỏ nhớ hậu nó nhập ta chỉ nên lưu chỉ nên cụ chỉ bảo tiền nhau thì ta mà nên mua được nó chỉ nhớ chủ mua xí chỉ nên mua được nó thọc bên mua được nó để chỉ bên đầu được lưu photo nó nhau bên đầu được lưu nó nè bên cả một hộp nó nè chỉ thằng nó chỉ biết xài biết ra video và biết thay tàu nó là nhau chỉ bên đầu biết ra video đó chỉ thọc bên đầu thọc bên ra video bên một hộp nó lại nó chỉ biết xài hộp nó nhau biết xài được hộp luôn nè chỉ bên đầu đi nó nhở chỉ thằng bên đầu thân để nó lớn nó chỉ biết xài tỷ luôn nó nhở bên đầu tỷ nó bên đầu luôn nó nhở chỉ biết tàu này đang ổn định nó nhở biết tàu này sông nó nhở biết tàu thằng thứ cá nó này một thông là sỉ phú tàu nó lớn nó chỉ thằng đây chỉ này tàu này bây giờ xem thấy tàu này xài một cái thiết bao thì này sông đi chả nhở giờ sáng nay nhiệt là họp đăng ký thiên niên đi tề thiên vẫn chuẩn cho cụ giờ cụ bao đó chỉ là cụ chỉnh dấu ở đó bé cho tu cởi và cho chỉ bao cởi nữa họ bé cho tiếp bao lại nó là họ xin đề thiên cụ nó là chủ yếu ở cho chỉ bao xí giờ nhà bé chỉ tao bao lâu nè chị bé hạt tiền vô cả tao lúc sáu tông kỳ kỳ nữa nè ta chỉ bé bao lâu chị sợ thì bé chỉ mua là bé ô li nó xí tao thế nhở ta chỉ nói chị nhớ tao là chị nhớ thiên đấy rồi đó bé nhà bé ra video đấy nè chị nhớ đấy rồi đấy nhở ta chỉ nhà bé ra video lú nè chị nhớ sai gì xong rồi tao là chị bé bé sai sợ à nó đấy lưu bản sau xong rồi đấy nhở bé sai sợ nó bây giờ xin để tỏ nó nhở nhà yếu sai yếu cả rồng nó chỉ yếu xin để tỏ tự nhiên đấy là yếu xin để tỏ lên đây tao nói nhở ta xin chỉ đang lưu nhở thì cũng cho cũng một trò thầu à khó thầu rồi đâu biết sai sai nhiều hơn mình chả chưa tao được cái mình dây này cái bỏ cái mình chỉ cho thế này mình dùng dùng cái bỏ hết sẽ cho mình bỏ cái chân này à mình muốn dùng ý dạng cái này tới tôi sẽ tông cọc kiểu này à
ก็เสียงกูจะจอดดัวยาวกูจะต้องคอร์ดก็เสียงยังไงยังกูที่คอร์ดเลยยังไงยังไงคิดจะต้องคอร์ดเลยใช่ไหมคิดจะคอร์ดมีมีใจเด้งเหรอเนาะมีใจเด้งเหรอเนาะยังคงเที่ยวเช้าตัวตัวป้าใช้กูรับวิดีโอเที่ยวใจกูรอจะถูกใจนายอ่ะชิ้นชิ้นตัวอย่างหรือสมมติจริงๆแล้วกูมาหาเคล็ดไปป๊อปตัวเที่ยว